xưa. Nó thừa sức để anh em nghe những đôi loa bát 30, 25 thoải mái các bác nha. Hai con này, một con là A100, còn dưới là A120. Hai con bao đẹp, bao zin cho anh em. Hai con này đều chạy 8 sò, 4 tụ. Con trên là 220W, con dưới là 260W. Con trên thì là giá 5 triệu, còn con dưới là giá 5 triệu rưỡi, chênh nhau 500 thôi các bác nha. Những con đồng ly này âm sắc của nó thì không thể chê được đâu, nghe quá êm tai. Âm ly thì điện 100V.